Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nước muối sinh lý tại nhà nha các bạn. Thì cái này là nước muối sinh lý natri chloric 0,9% nè, 0,9% trên 1.000 ml nước, có nghĩa là 1.000 ml nước, 1 lít nước á, thì sẽ 9 g muối nha các bạn. Đó thì hiện tại mình biết trên thị trường có 3 loại nước muối sinh lý, đó là nước muối dùng để truyền dịch đó mấy bạn, nghĩa là người ta truyền dịch vô cơ thể mình á ha. Cái loại đó thì loại thứ nhất, còn loại thứ hai nữa là người ta để rửa mắt nè, rửa mũi nè ha. Hai cái loại này á thì thường là người ta làm nước muối sinh lý vô trùng nha các bạn. Người ta làm với công nghệ sao đó mà có thể diệt khuẩn được ha. Còn cái loại nước muối thứ ba là nước muối sinh lý dùng để súc miệng, cũng là 0,9% 1.000 ml nha các bạn ha. Thì nước muối, đối với nước muối sinh lý 0,9% này á, mình có thể làm tại nhà để mình súc miệng ha các bạn. Thứ nhất là nó tiện nè, khỏi đi ra ngoài cửa hàng để mình mua. Thứ hai là nó tiết kiệm cho mình được một khoản chi phí nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Đầu tiên thì làm nước muối sinh lý, mấy bạn chuẩn bị cho mình 1.000 ml nước sôi để nguội nha. Mình làm nước sôi để nguội thì nó sẽ tiêu diệt được một mớ vi khuẩn ha, đỡ hơn là mình dùng 1.000 ml nước lạnh bình thường nha các bạn. Đó, mình lấy nước lọc mình nấu sôi lên, sau đó mình để cho nó nguội, thiệt là nguội, rồi mình sẽ làm ha. Đây là 1.000 ml nước, dẹp đi lên, máng lên đây. Đó thì ở nhà mình mua cái chai này có 1 lần à. Mấy bạn coi nè, mấy cái tem nó muốn mục ra hết rồi ha, nó bị lem hết rồi ha. Đó rồi mấy lần sau cái mình tự làm, mình để vô cái chai này nè, mình súc miệng. Nó có rất là nhiều lợi nha, lợi ích nha các bạn. Thứ nhất là nó vệ sinh được cái răng của mình, nó làm cho miệng của mình không có bị hôi nè. Thứ hai nữa là nó ngăn ngừa được một số bệnh về miệng đó các bạn. Đó rồi nó làm cho mình không có bị viêm họng nữa ha. Đó rồi khi mà cái mấy bạn ngậm á, sau đó mấy bạn sẽ khò 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 cái cổ họng của mình, thì nó sẽ giúp cho họng của mình sẽ được giống như là được khử khuẩn á mấy bạn. Nó sẽ tiêu diệt vi khuẩn. Đây là khoảng 9 gram muối nha các bạn, mình cho vô 1 lít nước ha. Mình sẽ khuấy tan lên, thì mình pha với tỷ lệ vậy nha các bạn. Thì 1.000 ml nước là 1 lít nước á, thì là 9 g muối ha. Đó. Mấy bạn pha với tỷ lệ vậy, mấy bạn pha hồi đó mình nhớ công ty của mình đó mấy bạn, hồi mà ở ba tại chỗ dịch Covid á, Covid-19 á, cái mấy anh chị trên công ty á pha một lần một bình 25 lít vậy mấy bạn, để cho cả công ty xài luôn ha. Mình thì có tự pha được, ở nhà mình thì mình thường tự pha vậy nè. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách pha luôn để mấy bạn sử dụng ha. Mấy bạn pha xong rồi cái mấy bạn cho vô chai, cho vô cái chai nước muối sinh lý này, xong mấy bạn đậy nắp lại rồi mình dùng dần ha. Hết chai này cái mình quậy chai khác mình xài liên tục như vậy. Nên là mấy bạn thấy mình ra video thường xuyên nhưng mà mình vẫn nói được bình thường, xuyên suốt bình thường đúng không? Đó. Chứ mình chuyên gia khò nước muối sinh lý đó mấy bạn. Tự làm ở nhà vậy á, tự làm rồi tự sử dụng luôn đó. Và cho nó tan muối hoàn toàn rồi ha. Còn nếu mà mấy bạn có dùng muối hạt á, muối hạt lớn á, thì mấy bạn phải pha, ví dụ như 1.000 ml nước này nè, mấy bạn chia ra khoảng 300 ml nước nóng, còn 700 ml nước nước để nguội. 300 ml nước nóng á, thì mấy bạn bỏ vô cái 9 gam muối á ha.
các bạn sẽ quậy cho nó tan ra, nó dễ tan hơn. Kêu mình chia ra vậy, sau đó mình sẽ chế 300ml nước với lại là muối vô cái phần 700ml mình trộn lại ha, thì nó dễ tan hơn. Đó, được chưa? Rồi mình quậy nó tan hết rồi nè. Sau đó thì mình sẽ chiết vô chai nha các bạn. Bữa giờ mình bị tai nạn á, cái có một tay à, nên là có mấy Liên nó đi học về nó phụ mình nè. Bây giờ mình sẽ, mấy bạn thấy nó cách pha của mình dễ không? Cứ 1 lít nước thì 9g muối. Tại vì mình bác sĩ mổ mình ở ở trong khoang miệng á mấy bạn, mổ để mà sắp cái xương gò má lại á, mà bác sĩ kêu là mua nước muối sinh lý để súc miệng. Ở dưới bệnh viện mình ngậm, bữa lại về nhà mình cũng ngậm luôn mấy bạn, nhưng mà mình mua có một chai à, xong rồi mình tự pha mình xài. Đó. Đó. Rồi, mình chờ một xíu đây để mình súc miệng ha. Rồi, đây nắp lại đi. Đây. Đây là cái chai nước muối sinh lý mình mới vừa làm. Natri Chloric 0,9% nha các bạn. Rồi, thì mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này nha. Và mình mến chúc các bạn nếu mà có thực hiện thì chúc các bạn thực hiện thành công ha. Khi mà mấy bạn có cái chai này nè, trước khi đi ngủ, sau khi mà đánh răng xong thì mấy bạn sẽ súc với nước muối sinh lý nè. Còn sáng thì mình đánh răng xong mình cũng súc lại. Thì mình đảm bảo với mấy bạn là mấy bạn súc hàng ngày như vậy thì không có viêm họng đâu. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này nha. Và mến chúc các bạn luôn có sức khỏe nè, luôn bình an và vui vẻ bên gia đình và người thân của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha.